Chào các bạn, đến với bản tin cập nhật giá thanh long. Hôm nay chi tiết như sau: giá thanh long ruột đỏ. Giá thanh long ruột trắng. Bò sàng loại 75% giá 14k. Bò thường loại 90% giá 14k sẹt 1kg. Bò thường loại 80% giá 13k sẹt 1kg. Bò thường loại 75% giá 12k sẹt 1kg. Hàng giạt giá từ 3k đến 4k. Hàng giạt giá từ 3k đến 4k. Cảm ơn bạn đã xem hết video của mình. Nếu thấy hay, like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mình. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.